Trung xin chào tất cả anh em nhé. Này Trung đang lên một số cái món đồ chơi nho nhỏ đây anh em. Cái món này là một cái đuôi tôm của cano nhé. Anh em xem có đúng nhu cầu chế cháo làm xuồng đẩy gì mini, cano mini gì đấy. Ở đây là chỉ có đuôi thôi nhé anh em, không có bao gồm động cơ gì hết nhé. Con này nguyên bản nó chạy xăng 5 HP. Ở đây thì Trung đăng một loạt, số lượng thì có nhiều nhé, chia làm hai loại. Trung mô tả đầu tiên là Trung mô tả chính xác nó. Cánh chân vịt thì nó là cánh rất là dày luôn này. Dày, rất là dày luôn. Cánh 2 tấc 55 nhé. 255mm nhé nè. Hai cánh đuôi đầy đủ hết như thế này này. Nó đúc nguyên cả khối như thế này. Này. Hàng bãi hết nhé. Nhôm nói chung là còn rất là sáng, không mục mọt, không rỗ, không gì hết. Cánh chân vịt nó có mấy cái lỗ gì ở đây không biết, zin của nó luôn này. Rồi, mũi tên hỏa tiễn đẹp hết. Ở đây thì có cái cốt cổ này. Cái cốt cổ thứ nhất là đây là tấm ắc này. Nó bật lên bật xuống trong cái khoảng này được. Là thứ nhất, thứ hai là nó xây được nhé. Nó xây trong cái phần bạc này, trong đây nó có bạc thau trong đây này. Bạc thau. Rồi hai cái ngõ lấy nước, hình như lấy nước ở phía trước này. Hai cái ngõ lấy nước có áp khi mà nó chảy đó. Trung quay cái cánh chân vịt để anh em xem cái con này nó chạy này. Đây có cái cốt vuông nằm ở trong sẵn, cái cốt vuông nó tháo rời được nhé anh em. Cái cốt vuông đó là nhiệm vụ của nó là nối từ ở trên đây này. Nối từ đầu trên này xuống tới cái đầu dưới, phần nhông gì ở dưới đây. Nghiêng nó ra là lấy nó ra được. Đây. Này, cái cốt vuông của nó đây. Cái ống để nối, trong này nó có dầu nhớt trong đây này. Đầy đủ nha, có kẹp bát đầy đủ nha nè. Có chia làm hai loại, một loại dài, một loại ngắn. Hai loại nha. Nói chung đo cái kích thước anh em xem. Cái món này anh em chế vào cái, để tí nói chung nói cái ứng dụng của nó. Cái này là cái đuôi dài nè. Đuôi này là dài tổng là 9 tấc 3 nha nè. Dài tổng nha, 9 tấc 3 hơn tí. Cái đuôi này dài tổng là 8 tấc lẻ một tí nha. Thật ra là hai cái đuôi nó giống nhau hoàn toàn thôi. Nó khác cái ống, cái cốt cổ này. Cái còi cổ sâu và còi cổ cạn nha. Có hai loại trong đây, ngắn và dài. Đấy, có cái láp nó chạy ở bên trong này. Anh em, những anh em mà đang chế xuồng chạy bằng điện đấy. Mấy cái motor rút led gì đấy. Cần cái đuôi tôm để lắp vào để chạy xuồng. Có một số anh em bây giờ đang chạy thử, đang chế cái loại chạy bằng ắc quy đấy, những cái xuồng nhỏ nhỏ chạy bằng điện ắc quy. Xem cái đuôi này có đúng nhu cầu của anh em không nhé. Có hai loại, tất nhiên là tỷ số truyền của nó là vẫn là 1:1 bình thường chứ nè, 1:1 từ trên xuống dưới nhé. Chân vịt 2 tấc 55, rất là nhôm, rất là dày luôn, tất cả là nhôm hết nhé. Cánh nhôm hết này. Đuôi cánh liếc, tất cả nó thẳng tắp hết, không cong, không vên. Nhôm liền lạc hết nha. Rồi, Trung có hai cái loại như vừa mô tả, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đây này, đây. Đấy, dựng đứng nó lên như vậy đấy. Dựng đứng lên này. Số lượng có nhiều nhé, giá Trung để trên tiêu đề rồi. Hai loại ngắn dài gì, giá cũng như nhau hết thôi.
Giá trung thể lên tiêu đề, anh em có đúng ngay việc chế cháo xuồng ghe gì đấy thì anh em cứ alo nhé. Số lượng thì vài chục cái. Món này thì nó không quá nặng, cầm một tay bình thường đấy, nên vận chuyển rất là dễ dàng nhé. Rồi chung kết thúc video, chung cảm ơn em đã xem video nhé.